như một lời hẹn với mùa xuân, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 lại một lần nữa cất lên tiếng hát và sức sống mãnh liệt để sánh bước cùng vạn vật, đồng hành cùng quê hương đất nước. Một đất nước, một dân tộc vốn lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa, từ ngàn đời nay vẫn vậy, vẫn kiên cường trước bão tố phong ba, nhưng lại dịu dàng lãng mạn với du dương những tiếng thơ bên đời. Quảng Nam những mùa xuân thơ hẳn là một chủ đề mang tính mới mẻ và liên tục để tự mỗi người, không riêng gì người cầm bút làm thơ, trong đó đặc biệt là người trẻ có dịp trải lòng cùng thơ ca, ngân nga những giai điệu diễm kiều của nàng thơ mà ngẫm ngợi với những thăng trầm của tổ quốc mến yêu. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến rằm tháng giêng, khi hoa mai vàng vẫn còn đang khoe sắc tỏa hương, trong căn nhà này lại ngân vang tiếng đàn tranh của chị Phạm Thị Bé, một người suốt nhiều năm qua đã đồng hành với Ngày thơ Việt Nam ở xứ Quảng. Tốt nghiệp bộ môn đàn tranh trường nghệ thuật Huế cách đây gần 30 năm, về công tác ở Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, công việc hiện tại của chị Phạm Thị Bé gần như đã rẽ theo một hướng khác so với chuyên ngành được đào tạo. Chính vì thế, mỗi lần có dịp sử dụng cây đàn tranh đã gắn bó nhiều năm với cuộc đời mình, chị rất vui và cảm xúc cứ tuôn trào theo tiếng đàn, hòa vào không gian xuân đang rạo rực xung quanh. Mỗi năm đến thì mình không nghĩ đến, nhưng mà đấy ngày nữa mình cũng mong chờ, nói chung là cũng mong chờ là ai sẽ đó cũng sẽ nhớ đến mình, mời mình. Bởi vì mình thực ra là không có cái sân chơi để mà mình đệm đàn, cho nên là cái dịp này là cũng là dịp để mình cũng có một chút gì nhớ lại những cái nghề của mình. Thơ mà đem rằm mà nghiêng tiêu của mình á, là chị thấy mấy nhất là mấy cái lớp trẻ nè, thấy có vẻ yêu thơ, và những cái bài thơ mà thả thơ mình thấy rất là thích, những cái câu chỉ có 4-5 câu thôi nhưng mà thấy rất là hay đó, mình cảm nhận như vậy về thơ của Quảng Nam. Với Ngày thơ ở Quảng Nam, trải qua 14 lần tổ chức, chương trình Ngày thơ mỗi năm lại có một sự thay đổi, mới lạ và sáng tạo hơn. Ngoài một số năm giữ đúng chủ đề do Hội Nhà văn gợi ý, thì không ít lần Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam đã chọn cho mình một chủ đề riêng bám sát các sự kiện văn hóa, chính trị, kinh tế của tỉnh. Và thay vì tổ chức cố định một nơi, chương trình Ngày thơ Nguyên Tiêu còn được luân phiên tổ chức ở các địa phương trong tỉnh. Ví như Ngày thơ Nguyên Tiêu năm 2015 được tổ chức tại Văn Thánh Khổng Miếu Tam Kỳ với cách làm mới lạ, hội tụ rất nhiều câu lạc bộ thơ trong tỉnh như Biển Rạng, Trường Giang Núi Thành, Sông Tranh Hiệp Đức, Nam Trân Đại Lộc hay Hoài Phố Hội An. Với nhiều chữ thơ làng khắp nơi trong tỉnh, trở thành một sân chơi đầy lý thú cho các nhà thơ và những người yêu thơ. Năm 2016, Ngày thơ Nguyên Tiêu được tổ chức tại đền tưởng niệm Trường An Đại Lộc, trong không khí bàn bạc hương xuân và yếu tố tâm linh, tưởng nhớ về những người đã ngã xuống vì quê hương đất nước. Sau thời gian cũng lúng túng trong cách tổ chức, thì đặc biệt là nhờ cái sự hỗ trợ và những cái sáng kiến của Hội Văn học Nghệ thuật Tam Kỳ, thì Hội Văn học của Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam mới tính là có thể là dựa vào một cái nơi như là cái địa điểm Khổng Miếu này, có thể là tổ chức cái mở cái không gian ra để các hoạt động văn học nghệ thuật và cùng với thơ đi mở ra với công chúng. Và chúng tôi cũng có trao đổi chung với là bên thành phố Tam Kỳ là có một tham vọng là xây dựng nơi đây trở thành một cái điểm tụ điểm văn hóa, mà sau này nó có tạo thành cái dấu ấn của Quảng Nam hàng năm. Chứ còn nếu như mà thơ mà tổ chức như các bạn đã biết là tổ chức rất là khó gần với công chúng,
thì cái lộ hình này càng ngày nó còn có về chúng ta tổ chức. Những năm sau thì nó sẽ bắt đầu lặp lại những năm trước, và không dễ gì tổ chức một hình thức nào đó mà thu hút khán giả. Do đó đợt này muốn rằng là mở ra, thế thì cái sự giao lưu giữa các thế hệ làm thơ, các người yêu thơ, rồi những người yêu các hoạt động nghệ thuật khác, thì chúng ta sẽ tổ chức một không gian như thế. Hôm nay thì thực sự con thấy không khí nó rất là náo nức, và thực sự việc tổ chức ra một hội thơ thì nó vô cùng ý nghĩa, không chỉ đối với những người yêu thơ mà đối với những con người ngồi văn chương. Cái việc mà đến tham gia hội thơ thì những người trẻ tuổi như chúng em sẽ có hơn cả một sự trải nghiệm ngồi việc là chúng ta có thể giao lưu với các văn nghệ sĩ, những người mà có một bề dày trong cái việc làm thơ, yêu thơ, thì chúng con còn được nghe những bài thơ hay. Và có lẽ con nghĩ mục đích cuối cùng của việc đến với hội thơ đó là để tìm cho mình những cảm hứng thơ về quê hương đất nước, yêu hơn mảnh đất mình đang sống, yêu hơn văn chương nghệ thuật. Thì con nghĩ là thơ của mỗi người dù trẻ tuổi nhưng mà nó vẫn có được một cái bề dày về ý nghĩa, nó bất rễ sâu với đời sống và sẽ làm lay động hơn trái tim những người nghe. Mỗi lần mà có một cái hội thơ thì cố gắng sắp xếp thời gian dù công việc rất bận rộn về tham gia, và cảm thấy là rất là vui. Đặc biệt là năm nay là tổ chức ở một cái nơi mà có thể nói rằng nó rất hợp với thơ và để lại một cái ấn tượng rất là tốt trong lòng những bạn đọc cũng như những người yêu thích thơ. Và Cường cũng thấy là vô cùng tự hào vì mình là một hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, đồng thời cũng có những cái tác phẩm được trưng bày ở đây. Riêng chương trình Ngày thơ Nguyên Tiên lần thứ 15 năm 2017 diễn ra tại khu sinh hoạt Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thì lại được thiết kế theo hướng tăng tính trình diễn, tính sân khấu, bám sát chủ đề Quảng Nam những mùa xuân thơ, gồm 15 tiết mục thơ nhạc được chia làm 3 chương: quê hương, những câu thơ đồng hành và trên đường phát triển. Đây là dịp để các nhà thơ bộc bạch bằng ngôn ngữ những cảm xúc về vùng đất và con người xứ Quảng, tình yêu sâu lắng và khát vọng về sự phát triển của quê hương cũng như trách nhiệm của mình sao cho xứng đáng với tình yêu ấy. Đây cũng là dịp một mùa thơ mới được khởi động để thơ được giao cảm với mọi tâm hồn, để mọi người tôn vinh thơ ca, tôn vinh các giá trị văn hóa tinh thần đã thành truyền thống của dân tộc, đất nước và quê hương. Những con chim miền Trung bay. Và có thể nói rằng là trong lĩnh vực văn học, những tác phẩm về truyện ngắn rồi thơ ca của các tác giả viết về cái đề tài của Quảng Nam nói riêng đó, ca ngợi cái mảnh đất của con người Quảng Nam từ khi Quảng Nam tái lập đến nay, thì có thể nói là đóng góp một phần hết sức là quan trọng trong cái việc mà động viên cái tinh thần là yêu quê hương đất nước của nhân dân Quảng Nam chúng ta, và trong đó lao động sản xuất tốt để mà xây dựng một Quảng Nam nó phát triển nhanh về mọi mặt. Và có thể nói những cái tác giả như chúng ta biết là trên địa bàn Quảng Nam chúng ta có nhiều tác phẩm về thơ hàng năm đều đạt được cái giải thưởng rất là cao. Trong các tác giải thưởng về tặng thưởng văn học nghệ thuật của đất Quảng gần đây, và năm năm vừa rồi thì có nhiều tác phẩm chùm thơ, rồi chùm những bài thơ viết lẻ, những chùm thơ của các tác giả nữ có là nam có thì là đều viết đều tốt về ca ngợi những cái hoạt động của nông thôn mới chẳng hạn, cái quê hương của chúng ta đổi mới, rồi ca ngợi cái những cái công thành tựu của đất nước chúng ta, rồi cái quê hương, cái cảnh quan, góp phần cho người dân Quảng Nam thêm yêu quê hương chúng ta qua những cái tác phẩm bài thơ đó. Sau những nghi thức truyền thống của ngày thơ, sân khấu thơ Quảng Nam bắt đầu ấm nóng và tràn ngập sắc xuân, ý thơ với bài thơ Nguyên Tiêu của Hồ Chủ tịch và tiếng trống hội thơ dục dã cùng Nam Quốc Sơn Hà, bài thơ thần tương truyền của danh tướng Lý Thường Kiệt thuở nào. Tiếp đó, người yêu thơ được nghe thơ, trải lòng cùng thơ với những người làm thơ xứ Quảng ở nhiều thế hệ qua các tiết mục ngâm thơ và nhạc phổ thơ. Đồng hành cùng với những thành tựu đạt được trên mọi lĩnh vực của tỉnh nhà suốt 20 năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ cũng đã đóng góp một phần không nhỏ. Tác phẩm của họ đã có những tiếng nói riêng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước. 20 năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh từng bước trưởng thành, không ngừng sáng tạo những tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ công chúng, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Những câu thơ đồng hành với quê xứ trên bước đường phấn đấu, từng bước đã định hình một phong cách thơ nói về đất và người Quảng Nam, như những câu thơ trong Hát với Thu Bồn của Nguyễn Dứt.
ngược sông thu, chào những ban mai, chào những chiều tà. Có tôi quay về chốn cũ, bãi bồi quê cha quê mẹ, xanh non lúa non dâu, mỏng mảnh nỗi niềm sông từng hồi thức. Những câu thơ được găm trên sân khấu thơ năm nay bởi giọng ngâm từ nhiều năm nay đã trở nên quen thuộc với người yêu thơ xứ Quảng, nghệ sĩ Ngọc Sang. Người con xa quê, nhưng năm nào đến ngày thơ nguyên tiêu, anh cũng tìm về cố cuộn để được tấu lên những câu thơ quê xứ. Hay như Hòa Thượng Thích Nhuận Tâm, người Quảng Nam, trụ trì Chùa Lá, quận Gò Vấp, mỗi năm lại tìm về xứ Quảng để được đồng hành cùng những vần thơ của những người làm thơ xứ Quảng, cho lòng mình được ấm áp mối tình quê. Một con người nào cũng có tuổi thơ trong lòng. Cái chính tuổi thơ trong lòng mà làm cái hành trang, làm chất liệu cho một con người đã trưởng thành và lớn lên. Năm nay và mọi năm trở về với cái không gian thơ của đêm nguyên tiêu, cảm thấy có những cái niềm vui, có những cái mới lạ, mỗi năm nó có mỗi cái khác. Tôi được đi khắp tỉnh trong nước và giao lưu cũng rất nhiều, nhưng mà khi về Quảng Nam, Đà Nẵng, tôi thấy không khí thơ rất lớn. Trong đứa thơ nó có một cái gì đó bằng bạc và nó chấp cánh cho nhau. Nhưng mà có một điều tôi trăn trở làm sao mình truyền lại cho thế hệ tuổi trẻ, đưa thơ ra cho các em tra già mang mầm. Tuổi lớn của mình là làm cái bệ phóng, làm cái động lực để chấp cánh cho cái tuổi thơ và các em biết sáng tác nghệ thuật. Bởi vì sinh viên nước ngoài họ ít biết ít nhất là 2 đến 3 ngôn ngữ và trong đó họ có một môn nghệ thuật riêng của họ. Họ mới bổ khuyết và họ mới chấp cánh cho đời sống của họ. Nói về cái vùng đất của con người của xứ Quảng mình thì mình đi cũng rất là nhiều, nhưng mình cảm thấy những người Quảng mình có thứ nhất là nặng tình về quê hương và trong cái chất lượng thơ. Thứ hai là về cha mẹ. Nói về con người là về cha mẹ, cho nên có một số bài thơ như bài Quê Tôi hoặc là Mùa Hoa Cải của Mai Thanh Vinh đó, cũng nói rất là nhiều về cái chuyện quê hương, nhớ về cái màu vàng của hoa cải của mỗi năm. Những cảm xúc được giải bày từ niềm yêu thương đất mẹ An Tình, từ những ruộng vườn bãi lúa nương dâu, những nhà máy công trình, khu công nghiệp đã khoác lên trên cơ thể mạnh mẽ Quảng Nam một sức bật mới tự hào. Thơ đi vào cuộc sống để hôm nay ta bước tiếp trên con đường vinh quang, để hôm nay vì một Quảng Nam từng trung dũng kiên cường, vươn lên no ấm đẹp giàu, phồn vinh thịnh vượng. Trên sân khấu của ngày thơ nguyên tiêu xứ Quảng, người yêu thơ từng bắt gặp những câu thơ đầy cá tính, phong cách riêng của Nguyễn Chức, Phạm Tấn Dũng, Đỗ Thượng Thế, sao lắng nhẹ nhàng nhưng đầy trăn trở khắc khoải của Mai Thanh Vinh, Nguyễn Đức Dũng, hay Then Thang Lục Bát của Nguyễn Tấn Sĩ, Nguyễn Bá Hòa, rồi còn Nguyễn Chiến, Đinh Huyền, Huỳnh Minh Tâm, Trương Vũ Thiên An. Mỗi người có một phong cách thơ riêng, tạo nên sự đa dạng phong phú trong thơ đất Quảng để giải bày nỗi lòng với tha nhân, với cuộc đời, góp tiếng nói của mình trước cuộc sống hiện hiện, sự đáng yêu, đáng quý trọng hôm nay. Nỗi niềm trăn trở, tấm lòng con người và đất đai xứ Quảng, những thành quả đạt được, ấm no hạnh phúc mỗi ngày, sự sẻ chia trong cam go khó nhọc đời thường trên những triền quê, đồng bãi, phố phường, làng xóm, đã tạo nên cảm xúc trong thơ của các cây bút Quảng Nam, góp sắc hương cho những mùa xuân thơ tiếp nối trên quê xứ thân yêu.